Review đầu gan Custman K360 giá hiện tại 7.390, được bảo hành 2 năm. Những ưu điểm nổi bật nhất đó là chép được 150 style sampler từ bên ngoài và có bộ tiếng nhạc cụ dân tộc Việt Nam tranh 6 bầu kìm cò. Và đây Custman K360. Bây giờ thì sẽ nói một số tính năng nổi bật và đàn có thể kết nối với điện thoại và thiết kế 61 phím và có band luyến lấy 4 chiều nha mọi người. Với tầm giá tầm trên 7 triệu, mọi người kiếm thêm một thị trường trên thị trường một cái đàn mới bảo hành 2 năm mà chép được 150 sampler thì hiện tại là không có cái đàn nào hết nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo những cái đàn cũ thì tầm giá mà 7 triệu thì cũng không có chép được sampler từ bên ngoài. Thì đàn này có những bài nhạc hot và những bài bolero cha cha đầy đủ, chúng ta có thể chơi show nhỏ ở ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ quay cận cảnh và chi tiết 150 style sampler như thế nào, mọi người thử nghe nha. Có những bài nhạc rất là hot nha, rumba nè, thương ly biệt nè, thương ly biệt, thử nghe thử nha. Đây, rumba có đầy đủ luôn, mọi người thử nghe nha. Có tiếng tranh 6 bầu luôn, tranh nè. Rồi, từng là những bài nhạc hot nè. Nếu những ai mà thích cha 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 thì chúng ta có thể chọn cha cha. Rất là bốc lửa luôn, tầm giá tầm 7.3 nhưng mà rất ok. Cherry Lady nè, trình tên có rất nhiều điều ha. Đó. Có intro sẵn luôn nha mọi người. Đó, rất là hay ha, thì sẽ review tiếp nè. Những cái bài nhạc con đất phương Nam nè, có intro luôn nè. Giá và mà 7 trên 7 triệu có intro rất là hay luôn ha. Có Dead Basto nữa nè mọi người. Nói đó vậy là có rất nhiều style trong này nha mọi người, 150 style là cũng là rất nhiều á. Nếu mọi người có nhu cầu tham khảo về dòng đàn Custman K360 này có thể liên hệ qua cho nhà cụ Thiều Gan nha. Đó, thì liên hệ qua số mọi người chỉ cần lên Google Maps là mọi người sẽ thấy thôi ha. Rồi, xin chào mọi người nha. Khi mua mọi người sẽ được tặng bao trưng và giáo trình về đệm hát đào gan live cho chính thiện soạn luôn. Rồi, cảm ơn và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha.